mà là một người khác. Người đang điều khiển cuộc sống hiện tại của anh. Ông ta đang tiếp tục đưa anh vào vòng xoáy, không cách gì thoát ra được, mà chỉ làm cho cuộc sống của anh càng tồi tệ thêm. Ông muốn gì? Muốn giúp anh. Tại sao? Vì anh cũng là một nạn nhân. Ông ta bảo vệ tôi, nâng đỡ tôi, vậy tại sao tôi lại là nạn nhân được? Với cái cách mà ông ta đã làm thì cuối cùng anh cũng chỉ là một con chốt trong thế cờ của ông ta. Tới một lúc nào đó, con chốt cũng sẽ bị quẳng sang sông. Không thể, vì đó là cha tôi. Rốt cuộc thì muốn gì? Anh đã cho tôi biết điều tôi muốn biết, chỉ một điều đơn giản vậy thôi. Khốn kiếp! Để trắng là trắng, đen là đen, như điều mong muốn của anh. Cảm ơn anh. Dù điều tra đã kết thúc, sao em thấy anh không vui? Cuối tuần này anh sẽ về thăm ba má anh. Dù có việc gì cũng bỏ đó. Chắc hai bác mong anh lắm. Mà điều gì khiến anh xoay 180 độ vậy? Hồi trước toàn thấy anh kêu bận quá, không có lúc nào mà về nhà được. Sao bây giờ anh lại xoay ngược lại? Là nhờ những tên tội phạm đó. Những tên tội phạm? Ừ. Gần đây có hai cuộc thẩm vấn khiến anh phải suy nghĩ lại rất nhiều điều, rất nhiều thứ anh đã lơ đãng không để ý tới. Cuộc thẩm vấn thứ nhất là với một tên tội phạm ngờ nghệch. Ban đầu anh hỏi gì nó cũng ngoan cố không trả lời. Chỉ tới khi anh dọa anh sẽ cho mẹ hắn biết hắn đang ngồi tù thì hắn lại khóc hu hu như trẻ con, không hỏi cũng tuôn ra hết. Nhìn hắn lúc đó, không ai có thể nghĩ đây là một tên giết người. Cuộc thẩm vấn thứ hai là vào ngày hôm qua. Một gã tội phạm vô cùng phức tạp. Khi đối diện với hắn, tự dưng anh có một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể khi ta chạm tay vào một sợi dây nịch, định lượm nó lên. Nhưng tự dưng sợi dây nịch nó quẩy mạnh lại và vượt khỏi tay ta. Tới lúc đó ta mới biết đó là con rắn nhỏ. Thứ còn lại trên tay ta là một cảm giác lạnh buốt, rờn rợn, sợ hãi. Anh đâu có cái cảm giác đó khi đối diện với hắn. Thế nhưng một kẻ như vậy vẫn có thể thốt lên: không thể, vì đó là cha tôi. Một niềm tin tuyệt đối của một kẻ căm thù tất cả. Đó là những ấn tượng của anh. Thật kỳ lạ. Dù chúng có là những tên tội phạm, là những tên giết người hung tợn, thì bên trong cái phần thiêng liêng nguyên vẹn và trong sáng nhất vẫn luôn tồn tại. Đó là phần dành cho những người cha, người mẹ. Em hiểu. Và em cũng cảm ơn anh vì đã chia sẻ tất cả những điều đó với em. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Bắt em từ nãy tới giờ ngồi nghe anh quyên thuyên chán quá phải không? Vậy cuối tuần này anh về thăm ba má chứ? Chắc rồi. Trò ngoan lắm.
giỏi lắm. Anh còn máy không? Chỉ còn một máy. Em nói máy ở trên lầu á. Máy ở trên thì còn, mà chỉ dành cho khách quen thôi. Lần trước bạn em dắt em lên trên đó rồi, anh không nhớ hả? Hay cô lên ngồi máy số 11, số 12 nghe. Dạ, đi đi. Từ từ máy. Ê, mày tới đây rồi hả? Sao mày nói với tao là mày mới tới lần đầu mà? Tao đâu có nói láo mày đâu, tao mới đến đây lần đầu thiệt mà. Mày mới nói với thằng cha kia là mày tới đây với bạn mà. Mệt quá, không nói vậy sao ổng cho lên lầu. Thôi đi lẹ đi, đi. Sao mày biết chỗ này vậy? Thì thằng Nhật lớp trưởng cho tao biết. Giỡn với mày thôi, thằng Liêm cho tao biết đó. Giờ thương ai nấy lo nha mày. Ê, chút á, có thằng nào nó cho coi hàng, nhú hú tao một tiếng coi kén nha không? Nghe. Hả? Đồ quỷ. Yeah, hay quá. Ủa, con Châu. Ê, hồi chiều giờ mày ở đây hả? Ủa, Hiền, con, hai đứa mày cũng biết chỗ này sao? Thằng Liêm nó nói cho tao biết, nó còn nói tao sẽ ngạc nhiên. Quá ra ngạc nhiên nó nói là mày. Thằng Liêm với tao hay chat ở đây mà. Sao chiều nay mày cúp cua? Môn giáo dục công dân chán ngắt rồi mày ơi. Trước giờ về ông bắt làm bài kiểm tra 15 phút nữa đó mày. Kệ, kiểm tra một tiết tao gỡ lại. Mày làm gì nãy la dữ vậy? Tao mới thắng audition. Cái con nhỏ này, có vậy mà cũng la nữa. Ê, mày nhìn con Châu kìa. Hôm nay sao nó ăn mặc đồ gì mát mẻ quá vậy? Ê Châu. Hả? Mày ra đây đâu phải để chơi audition đâu, đúng không? Ừ. Thì ta đang chờ bản chat. Tao chắc nó đang chuẩn bị khoe hàng đó. Sao mày biết? Ờ thì... thì ra là mày cũng đã từng như nó. Cái đó gọi là sành điệu, hiểu chưa? Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Hôm nay tôi có hai điều muốn thông báo. Thứ nhất, tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí Minh Tâm. Kể từ bây giờ là cộng sự mới của các bạn. Rất mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các đồng chí. Thứ hai, tôi vừa nhận một vụ án được chuyển từ tổ tiếp dân. Giờ tôi giao lại cho đồng chí Toàn phụ trách điều tra. Thưa thủ trưởng, tôi có thể nhận vụ án này được không? Rồi, tôi giao vụ này cho đồng chí. Đồng chí Toàn hỗ trợ cô ấy điều tra. Rõ, thưa thủ trưởng. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Tôi là Minh Tâm, bên đội trọng án. Tôi có hẹn với đồng chí Trung. À, anh Trung trong phòng đó. Cảm ơn đồng chí. Chào đồng chí. Tôi đợi đồng chí nãy giờ. Tôi có nói với đồng chí qua điện thoại về vụ việc mà lá thư đồng chí gửi qua. Đồng chí cứ nói qua. Tôi muốn xem các lá đơn khiếu nại. Tôi đã sắp xếp theo thứ tự hết rồi.
đồng chí có nhận xét gì không? Theo tôi nhận định, cái này giống mấy thanh niên dụ dỗ các cô gái chưa thành niên đi vào con đường ăn chơi cát tán. Đồng chí có thể sắp xếp cho tôi tiếp xúc với em Hương được không? Cái này tôi không dám chắc. Thôi được, đồng chí có thể cho tôi địa chỉ nhà. Mời cô dùng nước. Cảm ơn bác. Tôi cũng thật sự là đáng trách. Tôi chỉ có một đứa con gái. Xảy ra cớ sự, một phần là do lỗi của tôi. Tối ngày lo làm ăn, không quan tâm gì tới nó. Ai về? Cháu có thể gặp em nó được không? Từ hôm đến giờ, nó cứ vùi đầu vào trong phòng mà không muốn gặp ai hết. Cô để cháu thử gặp xem. Dạ, mời cô. Chị là Minh Tâm ở phòng cảnh sát hình sự. Chị có thể vào được không em? Hương à, có chuyện gì uất ức thì con có thể nói với chị, để chị bắt hết bọn người xấu đi. Mấy bữa nay nó cứ như vậy đó. Hình như trong phòng yên lặng, không có tiếng gì. Cô có chìa khóa phòng không? Có, để tôi đi lấy. Con làm sao vậy? Hương ơi, Hương. Con làm sao vậy nè? Hương ơi, con ơi. Cô đi lấy giùm con ly sữa. Nè cô. Cô gọi ngay xe cấp cứu. Dạ. Con sao rồi em? Tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng bác sĩ nói nó vẫn trong tình trạng hôn mê, không biết tới khi nào mới tỉnh. Chuyện xảy ra như thế nào? Bà nói tôi nghe xem, sao nó lại hành động dại dột như vậy? Sáng nay đi chợ về, tôi thấy nó vẫn bình thường, nhưng không nói với tôi câu gì. Đến trưa thì cô công an mới tới hỏi chuyện. Tôi dẫn lên phòng nó, cô ta phát hiện trong phòng có điều gì đó không ổn. Cô phá cửa xông vào thì thấy nó nằm bất động trên giường, bên cạnh nó là chai thuốc ngủ. Sao bà không coi chừng nó mà để nó xảy ra nông nỗi này? Ông nói hay quá. Tối ngày ông lo công việc của ông, đi công tác thì liên miên, nay Hà Nội, mai Đà Nẵng. Tôi với nó có khi cả tháng trời gặp ông được một hai lần hả? Vậy chứ còn bà? Tôi đi làm cực khổ kiếm tiền về để bà ở nhà nuôi dạy con, chứ không phải để xảy ra như vậy. Có tin gì không anh? Cô bé sao rồi? Tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng không biết khi nào tỉnh. Và như vậy, việc truy tìm hung thủ từ hướng cô bé cũng bị đứt. Không sao, chúng ta sẽ lần theo đầu mối khác. Lần làm sao? Cô bé là người duy nhất trốn khỏi tay tên hung thủ, và cũng là người duy nhất biết mặt hắn. Chuyện gì cũng có thể làm được, chỉ có điều chúng ta có kiên nhẫn hay không thôi. Anh vào thăm cô bé một chút. Đi. Chào cô. Đây là anh Toàn, cấp trên của con. Chào cô. Cháu gửi cho em chút quà. Cậu khách sáo quá.